của bạn khán giả có nickname là Tuệ Đạt. Dạ thưa bác sĩ, là thỉnh thoảng tôi muốn lấy giấy tai, vậy lấy giấy tai như thế nào cho an toàn? Dạ vâng ạ. Giấy tai thì thực ra thì lúc nào ở trong cái ống tai của mình ấy, nó có thể có cái dịch nhầy và một chút chút giấy tai, một rất ít thôi. Nó là do các tế bào niêm mạc, nó cái tế bào biểu bì ở ống tai nó bong ra, nhưng mà một chút ít thì nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Vâng. Tuy nhiên là nếu mà nó nhiều quá thì nó có thể tạo thành các cái nút, nó đút đặc lại và nó gây nên tình trạng nghe kém, ù tai nghe kém, và nữa là nó có thể gây viêm vì cái nút giấy tai nó ở đó lâu ngày. Sau đó thì mình tắm rồi mình làm các, có thể có một lúc nào đó nước nó vào tai và cái giấy tai nó nở ra, xong nó gây môi trường ẩm ướt thì nó lại có thể là gây viêm, có thể là viêm do vi khuẩn, cũng có thể là môi trường ẩm ướt thì lại cả gây lên cả nấm tai nữa. Thì lúc này mình phải lấy, thì với những cái trường hợp nhiều như thế thì mình phải lấy, và mình nên lấy ở các cái cơ quan để ở nơi về chuyên khoa tai mũi họng và được được cấp phép đầy đủ. Ví dụ như bạn có thể lấy ở phòng khám tai mũi họng, bạn có thể đến các cái bệnh viện mà có chuyên khoa tai mũi họng, người ta sẽ lấy cho mình. Bởi vì sao? À, có rất nhiều, bây giờ nhiều người bây giờ là thích lấy giấy tai, nhưng mà lấy giấy tai ở ngoài hàng cắt tóc gội đầu cơ. Bởi vì sao? Bởi vì lấy vừa nhanh vừa tiện đi cắt tóc, xong rồi lại mà lại rẻ nữa. Tuy nhiên là chúng tôi gặp rất là nhiều những cái bệnh nhân mà lấy giấy tai ở ngoài hàng cắt tóc, sau đó thì vào là bị nấm tai. Bởi vì là dụng cụ của họ đâu có được tiệt trùng, được hấp rửa như là sạch sẽ như là ở trong bệnh viện hoặc là các cơ sở y tế được cấp phép đâu ạ. Thì trong cái trường hợp này thì đấy là điều không nên. Tự nhiên mình đi lấy ở ngoài xong rồi ngoài những cái chấn thương mà người ta gây ra cho, lại còn bị lây nấm từ những người khác nữa. Lúc đấy lại bắt đầu tốn tiền, tốn thời gian đi điều trị. Mà nấm thì các bạn biết rồi, phải điều trị lâu. Điều trị ít nhất là 3 tuần đến 1 tháng, thậm chí là có khi 1 tháng mà nó vẫn tái phát ấy, bởi vì các bào tử nấm mình không nhìn thấy, nó vẫn còn sót lại ở trong cái ống tai. Thế xong rồi vài ngày sau lại mọc lên đầy nấm. Mặc dù mình thấy là mấy hôm nay hết ngứa rồi, hết ù rồi, mấy hôm sau nó lại ù lên, là bởi vì các cái bào tử nấm lại phát triển, lại sinh sôi ở trong cái ống tai đấy và đi khám lại đầy lên rồi. Đấy. Chính vì vậy mà cái điều trị nấm mà sau khi mình bị lây là nó cứ hay bị đi bị lại là như vậy. Thế thì tốt nhất là trong trường hợp mà giấy tai nhiều như thế này thì mình lên đến bệnh viện khám để xem là có cần thiết phải lấy hay không. Đó, và nếu mà phải lấy thì bác sĩ sẽ chỉ định cho làm thủ thuật để lấy giấy tai tại bệnh viện, thì như vậy sẽ an toàn hơn. Vâng, chúng ta cùng đến với một câu hỏi đến từ bạn khán giả có nickname là Nguyễn Linh ạ.